Đây là cái set màu màn hình mà mình đã hướng dẫn rồi nè. Đây là cái màu hồng hào nè, rất là đẹp luôn đúng không? Chất liệu hả? Ờ đẹp. Khi mà các bạn thấy giao diện siêu nét như thế này thì là do mình đang xài Nikon rồi ha. Vậy là một thời điểm mình mượn được máy Nikon để nói chuyện về thiết bị rồi. Hôm nay chúng ta sẽ quay vlog bằng Nikon. Đang vẫn là 24-70mm F4 nha. Mình làm clip này chỉ nói hơn về cái setting về màu sắc cho JPEG cũng như là quay phim làm nịnh da nịnh mắt của Sony ha. Bữa giờ mình test khá là nhiều job chụp rồi, chụp tốt nghiệp với lại chụp lookbook ha. Mất bao lâu để em ngưng khóc, mất bao lâu để anh cảm thông, mất bao lâu để ta tập quen với cuộc sống không nhớ mong. Thật nhiều những chất chứa trong lòng vẫn chưa đầy, vì lòng đâu có muốn yêu thương này bỗng mong manh vụt bay. Giá như ta đừng xa, xa về hai phương trời. Giá như ta đừng mang một phiên ngày qua giăng kín lối chợt vội vã. Thì mọi người rất là ưng cái hình JPEG đó, họ khen rất là nhiều, cũng như là đi chụp team building mọi người show ra, cái mọi người ưng cái mẫu liền, cái da nó lên rất là đẹp, đẹp thực sự mà. Cái setting này thật ra nó cũng không có gì khó, mà cũng kiểu như là không cần phải là về chính xác về màu sắc, nhưng mà nó sẽ boost được cái tông màu da của chúng ta phần lớn á, đặc biệt là con gái thích những cái màu da như vậy hơn. Các bạn nào mà muốn coi lại những clip setting á thì coi lại trong clip trong quá khứ ha. Mình làm tới 2-3 clip về hướng dẫn làm cái setting đó rồi, nên sẽ không nhắc lại trong video clip này. Cái này chỉ để show ra là anh chị rằng là những cái setting này áp dụng được trong những cái case nào. Thì rõ ràng á là mình xài khi mà mình chụp chụp dịch vụ đi thì mình luôn setting để là JPEG cộng RAW, để vì cái màu JPEG mình show ra người ta ưng luôn. Thậm chí là đôi khi mình đưa JPEG là đưa ảnh JPEG gốc luôn, không cần phải hậu kỳ nữa, và mình vẫn có RAW để về mình hậu kỳ. Tại vì hình đẹp á mà chụp dịch vụ á thì thường chụp RAW là chính đúng không, nhưng mình cần phải khiến cho khách ưng trước từ lúc mà nhìn màn hình. Thì với cái setting như vậy á, nó khiến cho người ta nhìn người ta ưng luôn. Cũng như là quay phim, quay phim thì nó sẽ hơi kiểu là thiếu màu chút xíu, nó hơi nhợt nhạt chút xíu, mà người ta thích kiểu nhợt nhạt như vậy ha. Còn hậu kỳ bạn muốn nó màu đậm hơn thì bạn chỉ kéo màu lên tí xíu thôi đó. Cái setting này cũng không phải cao siêu gì, mình nghĩ chắc cũng được lan truyền trên mạng cái kiểu rồi, và cũng nhiều cái bản biến tấu xem xem giống vậy. Kể cả mà anh em đi làm nghề quay cưới á, thì mỗi studio sẽ có một cái setting màn hình riêng, và cũng như là cái setting để cái màu quay nó ra kiểu standard mà nó đẹp đẹp như vậy, lung linh như vậy á. Thì đó là setting của cá nhân mình thôi, không phải là cao siêu gì, nhưng mà thật sự là nó có hiệu quả vậy. Người ta khen nhiều lắm mày, đưa hình ra chụp xong đưa mẫu lại người ta ưng liền. Tại vì với con gái á, khi mà người ta nhìn mẫu hình á thì người ta sẽ nhìn cái góc chụp có lộ khuyết điểm không nè, xong người ta nhìn tới da của họ và nhìn tới cái màu môi, màu sắc của họ. Nghĩa là các bạn nào mà kiểu có người yêu hoặc là các bạn thân con gái thì hãy hỏi xem là khi mà hình xem á, người ta hay xem cái gì trước đó, để bạn hiểu hơn là mình cần chú ý vào điểm nào, và dựa vào cái setting này nó lại che đi khuyết điểm cũng như là push được cái màu người ta rất là thích. Giống như cái kiểu mà có đợt mà viral những cái mà như có máy point shoot CCD chụp hình ra, chụp với flash lên nó nhìn da nó bóng căng, nhìn nó sáng lên, nó trắng lên, nó trắng bệt chăng nữa thì mà người ta thích là được. Cũng như là một đợt mà Fujifilm X10 rồi X-T4, X-T3 nó rộ lên về cái màu da mà kiểu trắng trắng như vậy á. Đó, có thể các bạn sẽ không thấy được cái sự nét căng của mọi cái video, của mọi cái hình chụp từ đó, nhưng mà nó lại phù hợp để chụp người, chụp chân dung, và dễ dàng giao JPEG cho người ta luôn rồi, đỡ mất công phải hậu kỳ nhiều ha. Với lại là cái này á, mình nghĩ là nó liên quan tới kiểu personal preference thôi, cá nhân mình thích và những người xung quanh mình thích thì mình chơi cái màu này. Với lại là cái màn hình của Sony á, nó nổi tiếng xưa giờ là màn hình không đẹp, để ra với cái setting này mình có thể show màu cho khách coi được. Vậy á, kể cả video clip lẫn hình ảnh chụp luôn,